Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 1 năm 2024, con xin điểm lại các tin về các công trình phần việc tại phòng khám và gặp gỡ, trò chuyện với một bệnh nhân ung thư gan cũng sắp hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư. So sánh chỉ số đầu vào và đến thời điểm này đã giảm đáng kể, xin chúc mừng cho bệnh nhân đã tin tưởng tham gia hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay truyền thông Thành Võ, các thầy và bệnh nhân, người nuôi bệnh rất vui mừng vì bên thi công phục dựng phòng khám đã phục dựng lại nơi thờ Chúa thờ cha Pêrô Nguyễn Văn Tường tại vị trí phòng khám cũ trước đây. Vì lúc tại thế, cha Pêrô Nguyễn Văn Tường thường chỉ vào nơi thờ Chúa và bảo các thầy bảo vệ được nơi này là bảo vệ và phát triển công trình nghiên cứu khoa học của cha là ăn cháo nano, uống thảo dược nano, gìn giữ các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường. Đồng thời, hành động các phương châm ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Tất cả vì mục tiêu yêu thương cho không. Những lời cha dạy vẫn còn âm vang đâu đó nơi phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Hôm nay, nơi thờ Chúa, thờ cha được phục dựng lại cũng là báo công dâng lên cha để cha ngậm cười và phù hộ cho các thầy. Hôm nay, nhà thầu thi công cũng phục dựng lại nhà chờ của bệnh nhân bằng nhà tiền chế. Nhà thầu đã huy động một lực lượng công nhân tập trung chủ yếu để công trình phục dựng phòng khám nhanh nhất có thể. Mặt bằng nhà chờ cũng được san lấp để chuẩn bị lát gạch tráng men theo ý kiến của các nhà hảo tâm cũng như các mạnh thường quân hỗ trợ. Nhiều bệnh nhân và người nuôi bệnh chứng kiến hình ảnh phục dựng lại công trình phòng khám yêu thương cho không và các thầy không khỏi xúc động nghẹn ngào và cầu nguyện với Chúa Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường ban hồng ân đến với các thầy và người bệnh nơi đây. Họ đến đây vì cái duyên ở nơi này. Họ đã sinh ra và lớn lên ở nhiều vùng đất xa xôi. Số phận của họ không may mang bệnh hiểm nghèo, cho nên đã tìm đến nơi này để gặp các thầy, xem như cái duyên gặp gỡ. Điều đó cũng là may mắn đối với họ, để họ bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn sau khi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường. What are your feelings and experiences at this treatment center? How's everything going? I think it's exciting. I think it gives like a new hope, something more to look forward to, because there's not much to look forward to when you're in there. So, có nói là nó có tạo cho người ta có một cái lòng tin, với lại hùng hứng, cao hứng, không biết. I think it's fun to see like the way Eastern is and other people's point of views and beliefs. Và cái cách trị về cái Đông y với cái Tây y á, nó khác biệt với nhau á, làm cho thấy là how you feel about this treatment center as far as aesthetic and surroundings. I think it's cute. I think it's comfortable. Rất là dễ thương và lạ cái khung cảnh ở đây. I think it's fun to see how every day it changes a little bit and it progresses more. Thấy mỗi ngày tới thì mỗi ngày cái xây dựng cái nó phát triển theo, thấy nó cũng rất là vui. What's your name? First name and last name? Gabrielle Conley. Bệnh nhân hôm nay họ không có chỗ để mà chờ đợi, mà hôm nay á, cái khu này là đang sửa soạn làm mà trên đường đang làm mà thấy cũng được và thấy cũng đang làm đó.
thấy mấy anh em công nhân làm thì thấy cũng được. Và nếu mà các anh em mạnh thường quân ở đâu, các nơi trên thế giới này nếu có điều kiện thì xin ủng hộ giúp đỡ gửi giùm về phòng khám ở đây cho các mạnh, cho các cô các thầy đây giúp đỡ các bệnh nhân anh em ở đây, cô bác chú thím ở đây bệnh đa số là bệnh ung thư ở đây, là người ta trị bệnh ở đây là thuốc men nước uống đều tất cả đều miễn phí hết, và tất cả ở đây nhờ các lòng từ thiện của các nơi về giúp đỡ. Chú có thể đánh giá như thế nào về cái căn rạp mà các thầy đã dựng lên thế này chú? Hôm trước thì cũng thấy cũng hơi khó khăn rất là nhiều, và mấy cô mấy thầy cũng cố gắng dựng lên một cái rạp để khám bệnh, để trị bệnh kịp thời cho các bệnh nhân. Và hôm nay là cũng trải qua cũng hơn một tháng nay, và xây dựng ở phòng khám mới, và cái căn nhà chờ đợi cho bệnh nhân ở đây thì đánh giá rất là tốt, và cũng đang làm chuẩn bị xong rồi trong năm nay. Thưa chú, vậy thì phòng khám cũ nói chung là cơ bản đang phục dựng lại, vậy thì trước khi phục dựng thì cũng đã xây dựng cái rạp để các thầy khám bệnh, thì chú đánh giá làm sao cái rạp như thế này như thế nào? Vâng, trước hết là cũng xin được cảm ơn là cha và các quý thầy, sau khi mà phòng khám của chúng ta bị dỡ bỏ đi thì các thầy ở trong phòng khám là tất cả vì bệnh nhân của mình yêu thương đã dựng lên một cái lán tạm để mà khám chữa bệnh, cứu chữa bệnh nhân. Tất nhiên là trong cái đoạn đầu mà dựng tạm thì cơ sở nó khó khăn, và bệnh nhân cũng như các thầy đứng khám thì cái cơ sở vật chất nó tạm bợ thì cũng rất là khó khăn, bụi bặm linh tinh. Nhưng mà trên cái tinh thần các thầy đã cứu bệnh nhân và bệnh nhân cũng cố gắng đồng hành các thầy thì cũng đã vượt qua. Và ngày hôm nay là cái cơ sở vật chất mới đang được xây dựng lại. Thì thứ nhất là đối với bệnh nhân thì nhìn vào cơ sở mới thì cũng rất là cảm xúc, và thấy cái sự quan tâm lo lắng của quý thầy và chuẩn bị cho các bệnh nhân ngày hôm nay và tương lai như vậy, là trong lòng mỗi một vài bệnh nhân thì cảm thấy rất là quý, công ơn của Chúa, của cha và của quý thầy lo tới các bệnh nhân. Bệnh nhân cảm thấy rất là mừng và rất là mong trong thời gian tới sớm hoàn thành để mà các thầy khám chữa bệnh cũng như là bệnh nhân được một cái điều kiện khám chữa tốt hơn. Yeah, xin cảm ơn chú. Chú hỏi tên gì chú? Tôi là Đặng Văn Hồng, là người nuôi cho bệnh nhân 823 Lê Thị Thanh Vân. Đúng ra đó, thì trước đây là đập bỏ rồi, cho nên là mấy thầy thấy các bệnh nhân rất là khó khăn, cho nên là phải mướn gặp để dựng lại, để tạm thời để chữa trị cho các người bệnh nữa. Rồi nay đã có xây được, mà nhờ mạnh thường quân đó, là bên chỗ Đức Thịnh là vật tư mới xây phòng khám lại, mới vừa cũng sắp xong, nên là tôi cũng rất là mừng. Hay nữa là để nhờ các mạnh thường quân là xong ngoài nước rồi đó, là phụ chung tay giúp nhau cho các thầy vượt qua cái khó khăn này, thì bản riêng bản thân tôi là rất mừng lắm, rất là phấn khởi vì cho mấy thầy đã vượt qua được khoảng 40%. Mấy ngày qua, số lượng bệnh nhân mới đang đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư lại gia tăng hơn so với dự tính ban đầu của các thầy, làm cho thầy Nguyễn Tấn Thanh và nhân viên nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới gia tăng thêm nhiều công việc. Vẫn như thường ngày, thầy Nguyễn Tấn Thanh tham gia tư vấn bệnh nhân mới rất tích cực, thường xuyên bỏ cả buổi cơm trưa. Tuy nhiên, bệnh nhân mới đến đây mà cảm nhận được cũng rất ấm áp, rất thông cảm. Thầy Thanh tổ chức nhiều buổi gặp gỡ những bệnh nhân mới, giải đáp chi tiết từng câu hỏi, giải thích các chỉ số bệnh án,
giới thiệu phác đồ hỗ trợ điều trị của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, phổ biến cụ thể, quy định người bệnh và người nuôi bệnh rõ ràng, rất tình cảm. Em là Nguyễn Thị Bích Vân, quê em ở Lạng Sơn. Em bị cái u trung thất, di căn hành chạy khắp nơi rồi, giai đoạn 4. Làm sao chị biết ở đây mà chị tới đây? Em nghe người ta nói là đây là chữa bệnh miễn phí và khỏi rất nhiều những các căn bệnh ung thư. Khi người ta chữa tại đây về là khi đi xét nghiệm máu và đi kiểm tra lại, kết quả rất là tốt, hầu như là hết sạch căn bệnh ung thư. Chị cho biết là cái bệnh của chị là đi bệnh viện nào và bệnh viện 108. Bác sĩ nó báo sao? Bác sĩ bảo bị di giai đoạn 4, di căn hành chạy khắp nơi. Bác sĩ nói là nếu như là thuốc mà đáp ứng tốt thì chị chỉ sống được khoảng 5 đến 7 năm nữa. Dạ, yeah, 5 đến 7 năm nữa. 5 đến 7 năm nữa. Thì chị có thực hiện quá trị hoặc là cái gì đó? Em có truyền hóa chất và xạ trị nữa. Rồi về kết quả như thế nào? Nói chung là nó chỉ gọi là đỡ thôi, chứ còn chưa có thể khỏi được. Sau khi nghe mọi người giới thiệu nói là ở đây có cái phác đồ điều trị đã được nghiên cứu cách đây 20 năm rồi. Các thầy nghiên cứu cách đây 20 năm rồi mà phác đồ điều trị của các thầy rất là hiệu quả. Các bệnh nhân đến đây hầu như là hết sạch tế bào ung thư quay về. Cho nên là em quyết định đến đây chữa. Kính thưa quý ông bà, cô dì, anh chị và các bạn. Như vậy, một tuần cũng qua mau, năm cũ cũng dần qua đi, một năm mới lại bắt đầu. Nhìn lại khoảng thời gian qua, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy cũng xảy ra nhiều biến cố. Tuy nhiên, nhờ đức tin của Chúa, nhờ cha Pedro Nguyễn Văn Tường phù hộ mà các thầy xử lý giải quyết những công việc đều thuận lợi, vì đó là những việc làm đầy lòng bác ái, đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện ý chí sắt đá bền bỉ của các thầy, làm cho mọi người gửi trọn niềm tin, gửi trọn tính mạng của mình để có cơ hội sống lại một lần nữa. Niềm tin ấy đã thật sự có kết quả, minh chứng từ các bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị sau một thời gian được các thầy hỗ trợ điều trị ung thư và so sánh chỉ số ung thư với kết quả ban đầu giảm đáng kể, đều âm tính với ung thư. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ đã được tiếp xúc với các bệnh nhân và xin chúc mừng bệnh nhân đã khỏi bệnh. Từng bệnh nhân khỏi bệnh, các thầy, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, cộng đồng mạng cũng vui mừng khôn xiết, đồng thời báo công dâng lên cha Pedro Nguyễn Văn Tường rằng chúng con đã làm được rồi, thật sự làm được rồi cha ơi. Quê quán của tôi là ở Đồng Nai, tôi tên là Nguyễn Công Đức, mã số của tôi là 1026 ạ. Chú cho biết tại sao chú biết nơi này mà chú đến? Tôi cũng có những người họ đã chữa bệnh ở đây đã thành công và họ về, thì họ có nói với tôi và tôi có xem một số truyền thông ở trên YouTube, thì tôi thấy ở đây là nơi chữa bệnh rất là thành công, nên tôi không có chữa bệnh ở bằng phương pháp Tây ở bệnh viện mà tôi đã đi về đây. Chú cho biết là cái bệnh của chú đó, ở Tây y nó nói như thế nào và cái quá trình mà chú được trị Tây y chú có thể kể cho bà con biết? À, tôi là khi tôi thời gian đầu là tôi ở Đồng Nai thì tôi có hiện tượng là sốt vào ban trưa cho đến ban chiều. Thì tôi ra phòng khám thì tôi khám bệnh thì bác sĩ họ tìm không ra bệnh. Và khi họ phải thử máu để tìm nguyên nhân thì họ phát hiện ra là tôi bị viêm gan.
Và khi họ thấy tôi bị viêm gan thì tôi phải siêu âm. Siêu âm thì họ chỉ có phát hiện tôi là có khối u trong gan thôi. Và khi phòng khám chuyển tôi lên tuyến trên là bệnh viện Đồng Nai, thì họ cho tôi là CT scanner cắt lớp, thì họ mới phát hiện tôi là ung thư gan. Và họ có cái phương án điều trị là mổ và xạ trị, nhưng mà tôi thấy đau đớn và ấy, thì tôi thấy cái có thông tin ở phòng khám đây chữa bệnh thành công nên tôi xin ra viện và tôi xuống ở đây để tôi chữa trị ạ. Đến thời điểm này thì sức khỏe của chú như thế nào? Tôi đến đây vào ngày 29 tháng 11, cho tới nay thì gần 2 tháng, thì sức khỏe của tôi là giống như là nó khỏe như là những cái ngày tôi chưa có bệnh. Và hiện tại thì có thời gian cái giờ khoảng độ 0 giờ cho tới 1 giờ đêm là tôi lại đói bụng, lại thèm ăn, là sức khỏe của tôi là tôi cảm thấy rất là bình thường rồi. Chú có biết bình thường là do cái gì mà làm cho bình thường không chú? Có nghĩa là khi mà được điều trị ở phòng khám ở đây thì gan tôi đã có thể là những cái khối u của ung thư đã chết, thì trạng thái của cơ thể đã trở về bình thường. Như trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như ăn uống hoặc đi lại, nó cũng không mệt như cái lúc mà tôi bệnh nữa. Chú nói cái bệnh ung thư của chú chết là tại sao nó chết? Có cái phác đồ điều trị ở phòng khám này của cha Tường là khi mà mình được ăn cháo nano và uống thảo dược, cái phác đồ điều trị đó thì bỏ đói tế bào thì tế bào khối ung thư nó sẽ chết. Và phương án ở đây là phòng khám có dùng nước kẹp để mà khi mà tế bào nó đói rồi và đưa cái cháo nano có kẹp nữa thì cái tế bào nó đói nó sẽ chết. Và trong thời gian tôi chữa trị gần 2 tháng rồi thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi trở lại bình thường cũng nhờ những cái phác đồ điều trị ở phòng khám này như thế ạ. Dạ, xin cảm ơn chú. Tôi xin cảm ơn. Dạ, dạ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, quý anh chị và các bạn, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại công trình của cha Pero Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và bền lâu, con thay mặt các thầy, con kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pero Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa trong đời sống như hiện nay. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video clip. Tại đây, xin trân trọng kính chào.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.